Rồi quý vị ơi, tiếp theo combo 257 nha quý vị, hai cây sâm hương 220 bao cái ship toàn quốc luôn hả quý vị. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển khoản trước ha. Cái sâm hương này nè, bộ đế nó một cục luôn nè. Cái tông này tôi ít lắm nha quý vị, có 20-30 cây à. Rồi, cây số 2 nè. Đó nè. Đó, có nhánh sẵn hết trơn, mấy cái nhánh này nuôi mau tốc hành nha. Rồi cái bầu này thì lấy cái bầu trên thôi, cái bầu dưới bỏ lại ha. Rồi xuống luôn nha quý vị.